Alo, em đang ở nước nào nhỉ? À, em đi lao động bên đấy à? Và mình đi xuất khẩu lao động Em đi qua lâu chưa? Dạ, đi làm bên đấy một tháng là khoảng bao man? Cũng không cao lắm nhỉ. Đi theo cái diện này nó phải loại là nếu như Việt Nam mình nó thuộc giống như kiểu là mấy cô chú gọi là không có bằng cấp như nào cũng hồ biết mình gọi là thương cấp nhất rồi. Đây đi làm mới đấy bao nhiêu năm? Hợp đồng của em đi là 3 năm. 3 năm về chắc mẹ âm quá. Thì dư ra được nhiều hơn, còn bình quân là tháng này tại lại còn tiết giờ kiệm. man nó yên nhật nó thấp nên là nó cũng hơi bất lực tí. Đúng rồi, yên giờ cắm đầu cắm cổ từ năm ngoái giờ. Cái này anh thấy em là có nhắn cho anh là hiện là em đang mắc nợ đúng không? Ừ, nhưng mà nợ ở đây là em nợ FE. Cái này trước là em vay là được nhận được bao nhiêu tiền? Là em có nhiều khoản à? Sao em ma đi làm bên đấy mà gửi về một tháng được cả 10 ma thì nó cũng nhiều mà sao không có kêu người nhà đi đóng tiền? Thì nó bảo mật chứ gì nữa, nhưng mà em không đóng thì nó phải đi điện thoại chứ, bây giờ không đóng còn đòi bảo mật cái gì? Bảo mật trường hợp em không vi phạm hợp đồng, còn em vi phạm hợp đồng thì nó bảo mật làm gì nữa? Cái này thì em bây giờ em muốn xử lý thế nào? có đánh giấy về rồi thì nó có để cái số liên hệ lại, thì lúc mà em nhờ em gửi tiền cho chị em ở Việt Nam thì là gọi điện để xác nhận lại khoản vay để xử lý, thì nó cũng bảo là gửi không không phụ trách nữa, sau đầu đến lúc mà em nhờ chị lên chỗ cái văn phòng của nó ở trong Sài Gòn thì cũng không nó không chịu xử lý, nó cứ kiểu trốn tránh, sau đó đến lần gửi giấy Không, thì anh đang hỏi là bây giờ em muốn xử lý như thế nào? xử để anh có thể cách nào mà để liên hệ được với bên đó ấy, để họ chấp nhận mình, nghĩ là mình muốn hẹn họ để tiền bây giờ thì cũng muốn họ kiểu hóa giải anh, tại vì họ cứ gửi giấy về xong rồi này kia. Gửi giấy về, trong giấy có số điện thoại sao không gọi? Gọi không được ấy ạ, có chuông không bắt máy ấy, như kiểu Sao không gọi lên tổng đài của họ?
có nhờ chị em gọi rồi nhưng mà đều nó cứ tư vấn lung tung lung tung ấy, xong rồi nhì nhằng nó không như kiểu nó cố ý làm vậy sao vậy? Không phải đâu em, cái này là do chị em không biết đường gọi với là nói chuyện thái độ nó không có đúng chừng mực nên là người ta không hợp tác thôi. Ví dụ mình gọi lên mình hỏi là bây giờ là tôi và người nhà có nợ một khoản tiền như thế, nhưng mà trong quá trình sống thì gặp rủi ro, bây giờ muốn xin đóng lại được không hoặc là muốn trả toàn bộ tiền thì bao nhiêu, thì họ sẽ cho. Nếu họ không giữ hồ sơ nữa thì họ sẽ gửi cái thông tin của bên kia sang để mình gọi, còn không thì bên kia sẽ có bộ phận nó gọi lại cho mình để mà thu tiền, chứ người ta muốn thu tiền chứ không phải là người ta không muốn đâu. Còn bây giờ mình gọi thái độ không tốt hoặc là làm việc không được này kia thì người ta không có làm việc được thì người ta mới vậy, chứ còn người ta do nợ nợ tiền thì người ta phải đòi chứ. Bây giờ người ta dùng mọi cách người ta đòi, giờ tự nhiên có người đến trả nợ làm gì có chuyện là người ta này kia. Quan trọng do mình là trước đây mình vay rồi mình chơi cái bài bùng nợ trốn nợ đi, xong rồi bây giờ là người ta tức quá người ta mới bán nợ đi, rồi cái đầu mối nó làm việc khó khăn với lại nhà mình yêu cầu nhiều quá, yêu cầu xuống nhà chẳng hạn này hoặc là gì đấy nó ngoài phạm vi cho phép của họ, tiền đâu mà xuống nhà, bây giờ tiền nợ thì không thu được, tiền đâu mà đổ xăng xuống nhà mà đòi xuống nhà, lãi thì không chịu đóng, gốc cũng không chịu đóng, nên là người ta không có trao đổi được. Mình lại không muốn đóng tiền, cứ yêu cầu này yêu cầu kia nên là nó không có ăn nhập vào đâu cả ấy. Còn quan trọng bây giờ là ở vấn đề em ấy, đến bản thân em còn chưa biết làm gì hòa giải cái gì, giờ nợ tiền lo đi trả tiền, hỏi họ còn nợ bao nhiêu thì cầm tiền úp vào mà trả hết đi chứ này, đây là cái phương án cuối cùng chứ còn 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 đứng đấy mà hòa giải ở đâu ra hòa giải nữa. Bây giờ mình gọi lên mà hỏi họ bao nhiêu tiền đi trả tiền, bây giờ vấn đề là trả tiền chứ còn tiền mình gửi về hàng tháng cả gần 20 triệu mà không đi trả tiền thì họ được thì thua. Vấn đề mấu chốt là đấy chứ còn ở đâu nữa, chứ không cứ vòng qua vòng lại thì mai mốt nợ thêm nợ bây giờ rồi nó còn phá này phá cái kia thì mọi người ở nhà sao mà làm việc được, sao yên tâm mà làm việc xử lý dứt điểm nợ đấy chứ. Bây giờ cái tiền tiền nợ của mình bây giờ bằng 3-4 tháng mình làm đấy chứ mấy mà. Nhá. Đây là một trong những trường hợp rất là nhiều ở nước ngoài gọi về cho tôi nhiều lắm. Đây anh chị ở Đài Loan, Ả Rập Xê Út, tận Macau, đây Đài Loan này, bên Mỹ, bên Pháp, bên Anh, Đức gọi tôi suốt đây. Đây rồi sẵn cục điện thoại này, đúng bây giờ trưa trưa tí tôi nghe tư vấn anh chị nghe luôn. Thì các anh chị phải thấy đó này, tôi nói rất rõ này một lần cuối này, khi các anh chị nợ tiền, anh chị đến ngày không trả được thì anh chị phải làm ngay cho tôi một cái lá đơn để xin giãn nợ, giữ nguyên nhóm nợ. Hiện tại đang có cái thông tư 02, thông tư 02 của ngân hàng nhà nước đang hỗ trợ cho chúng ta để mà chúng ta có thể là giãn nợ, cái giãn được cái khoản nợ này. Vậy mà anh chị cứ ơi ra cứ để như vậy thì người ta sẽ nghĩ rằng à cái nhà này nó không làm đơn chắc là nó quỵt nợ, nó bùng nợ đây, thế là xong. Cái câu chuyện rất rõ như thế. Thế bây giờ các anh chị cũng phải ý thức được cái việc là mình nợ thì mình phải trả, đúng không? Không trả trước thì trả sau, nhưng mà bây giờ trả sau thì làm đơn để mà xin giãn. Thế đằng này trả làm đơn từ gì, im im luôn thì nó vật cho thì, giống như trường hợp mày này, ăn không ngon ngủ không yên chứ làm gì, đúng không ạ? Thế thì khi các anh chị đang trong giai đoạn nợ này từ giờ cho đến sang năm, tôi nói này, thông tư 02 đang còn hiệu lực cho đến tháng 6 2024, ông nào nợ không có khả năng trả nợ cứ làm cho một cái lá đơn gửi đến công ty tài chính. Sau đấy làm gì ạ? Chúng ta có thể là có một khoảng thời gian 3 tháng 6 tháng để giãn cái khoản nợ này đó, sau này chúng ta đóng tiếp, hoặc trong thời gian 3 đến 6 tháng đó chúng ta có được một khoản tiền nào thì chúng ta đàm phán chúng ta trả nợ gốc luôn, kết thúc nợ luôn. Chứ nợ vào làm sao mà làm ăn được, đúng không ạ? Cái thông tư không ai. Còn nhiều anh chị bảo bây giờ anh tư vấn làm đơn, thế làm đơn thế nào? Bên tôi có nguyên một cái đội ngũ hướng dẫn cho anh chị làm đơn, hướng dẫn miễn phí, gọi 1900 4686, hoặc muốn nhờ bên tôi làm đơn luôn gọi 0833 014 014, hoặc gọi cái số 1900 4686 cho tôi. Bên tôi vừa hướng dẫn miễn phí vừa làm đơn theo yêu cầu, và ai mà nhờ bên tôi làm đơn tôi cam kết tôi đứng sau lá đơn đó,
làm đơn xong mà các anh chị bị vấn đề gì trong quá trình làm, trong quá trình giãn, tôi là được người đứng ra xử lý cho anh chị. Cứng như đinh đóng cột. Ở trên mạng tôi nói rất là nhiều rồi, các anh chị có thể nhờ văn phòng luật sư khác, nhờ người khác làm đơn, nhưng khi mà xảy ra sự việc, chúng nó có dám đứng ra để mà xử lý cho các anh chị như tôi không, hay là lấy tiền xong rồi thoái thác trách nhiệm? Bên tôi thứ nhất này, tiền tôi cam kết làm đơn sẽ ít hơn chúng nó hơn một nửa, tôi nói thẳng luôn, tụi nó lấy một tôi lấy một nửa thôi đó. Cái thứ hai nữa, tụi nó không cam kết gì mà tôi cam kết tôi bảo vệ các anh chị đứng sau lá đơn đấy. Tôi coi là người có trách nhiệm, mà tôi là người mà có uy tín, có tiếng nói, có tác động được trong cái vấn đề tài luật tài chính ngân hàng, cái vấn đề vay mượn nợ, vấn đề của các công ty tài chính và ngân hàng. Mẹ nó làm sao cho cái văn bản gửi đi chết luôn thì đúng không ạ? Nên là các anh chị cứ, nếu mà xác định tin tưởng yên tâm thì đây, cứ gọi cho mình, tôi số tôi để trên màn hình. Còn ở đây không có chèo kéo gì, ông nào thích thì làm, không làm thôi. Còn ở đây ông nào nghe rồi, biết được cách rồi thì phải hiểu này, lúc đi vay mượn là giao dịch dân sự, có thỏa thuận số tiền nhận được, số tiền phải đóng, số tháng phải đóng. Đúng một cái mình không đóng được thì ok, có thông tư 02 của ngân hàng nhà nước hỗ trợ thì phải làm đơn. Đừng có gửi mail, đừng có nhắn tin, đừng gọi điện gì đó. Đơn từ gửi bằng đường bưu điện được để thể hiện là mình có gửi đơn, bưu điện làm chứng, để sau này nó mà không có hỗ trợ mà nó còn đưa nợ xấu, nó còn làm việc này việc kia ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của mình, thì mình khiếu nại ngân hàng nhà nước này, tại sao tôi gửi đơn mà nó không trả lời, không trả lời nó còn đòi ABC, mẹ cho nó chết luôn. Có nhiều đơn vị ngân hàng công ty tài chính bị tôi phả ra từ bữa giờ là xin mệt mỏi luôn đấy anh chị đó. Thế thì câu chuyện nó như thế, tôi sẽ không dông dài nữa, anh chị tự ý thức được cái việc mình phải làm như thế nào, chứ ở đây không chèo kéo, không có bướng móc hay là không có nêu sự việc. Thà rằng không có một cái quy định nào liên quan đến việc xin giãn nợ, giảm lãi, giãn nợ hoặc là giãn nợ giữ nguyên đóng nợ, nhưng ở đây có thông tư 02 của ngân hàng nhà nước sờ sờ như thế. Ngoài ra còn có cái chỉ thị 02 yêu cầu là ngân hàng công ty tài chính phải thực hiện, không được làm khó cho những người đang gặp khó khăn để họ có cơ hội để giãn nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Rồi, cảm ơn các anh chị, tôi clip tôi dừng ngang đây. Xin chào, hẹn gặp lại, xin chào và hẹn gặp lại anh chị.